Hello bà con nha Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bản ngọc chuẩn và à, bản ngọc à, mùa mới cho La Ville Chúng ta sẽ lên cho mình 10 viên bản ngọc đỏ tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng Và về vàng bằng tím thì chúng ta sẽ lên à, hút máu 1.6% là 3 viên đó Và 7 viên còn lại là tập đánh và tập chạy cho mình Về vàng bản ngọc lúc thì chúng ta sẽ lên đặt vật lý và xin giáp nhé công vật lý 099 và xin giáp là 6.4 Chúc mọi người giờ sức khỏe và thành công trong cuộc sống Cảm ơn mọi người rất nhiều Hãy like cũng như là đăng ký giùm mình nha mọi người Hẹn gặp mọi người trong những video clip sau